hai ba tháng tiết rồi. Bác sắp đi rồi nha. Bác phải làm nha. Bác đi làm cẩn thận nha. Bye bye nào. Bye nha. Con làm gì đấy? Làm gì con chơi anh. Con chơi á? Ừ. Anh chắc phải là đi làm rồi. Bác phải đi làm rồi. Anh đi đợt này đâu không anh? Đi đến Tết cũng về đấy. Bây giờ cũng sắp Tết còn 2-3 tháng Tết rồi. Đi chuyển tiền về ăn Tết đấy. Nhưng mà mưa to này đi kiểu gì? Em thấy mưa to. Ý cho ví bắt xe ôm đi. Bắt hết đấy. Thì ra kia xong mượn áo mưa. Tí nữa thuê xe ôm đi cho anh. Em ở nhà chăm sóc con tốt nhé. Mình giữ gìn sức khỏe. Anh đi tầm này. Tầm tháng, 2 tháng anh đi thăm. Tết anh về nhé. Để thăm hai mẹ con nhé. Nhưng mà hết tiền anh đi về thăm. Bác biệt thì nha. Bác sắp đi rồi nhé. Bác biệt thì nha. Rồi đấy. Nhà bác gái ngoan nhé. Nhớ không? Nè, bác biệt này. Này bác lấy cho này. Đây con này á. À con này á. Nhà bác gái ngoan nhá. Bác thương gái. Bác gái nhá. Bác chỉ đi cứ muộn ạ. Ôi. Nhé, bài làm nhá. Mới mày đi em sợ ướt lắm. Có ô anh lại ôn luyện. Bác chào nhà nhá. Bác đi nhá. Bác đi làm cẩn thận nhá. Nhà nhá, nhà thật để anh nhá. Bác nhá. Bye bác. Nào, bye bye nào. Bye nhá. Anh đi xong Tết anh về nhá. Hết rồi, anh lại được.
Nhiều chưa? Chưa đủ đâu nhỉ? Nhâm 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 nhâm. Bỏ bỏ.
con ạ. Thì khóa học bây giờ mà mình có kiến. Hôm nay cháu bỏ đấy, cháu chưa bỏ. Em bé nhỉ? Hả? Chiên đi. Chiên đi. Nào qua, nào qua. Nào qua, nào qua. Chắc buồn ngủ. Hai bó à cô ơi? Không nè, ăn cơm nguội thôi nhỉ, nấu rau ăn cơm nguội thôi. Em ngồi đây nha, ngồi đây bác nha. Bụng ếch chuối ngồi đây nhá, ngồi đây nhá. Thank you.
ơi, đời mà chai chát. Chai chát của bác nhá. Bác nhận nè, bác nhận nó ăn nè. Bạn em. Cơm nha, mẹ em mâm mâm nha.
Giày của bác trai kìa. Bác đi làm không biết bao giờ bác mới về nhỉ?